Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi những tin tức tổ quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến sự Ukraine ngày 27 tháng 11, Bộ Chỉ huy Kiev ở Avdiivka rút chạy, Nga tiến nhanh. Việc Bộ Chỉ huy Ukraine rút chạy đã đặt dấu chấm hết cho việc phòng thủ khu công nghiệp. Quân đội Nga đã đột phá mãnh liệt, kiểm soát hoàn toàn khu vực kiên cố này. Kênh Geroman đưa tin, cụm cứ điểm kiên cố của Ukraine sụp đổ, khu công nghiệp phía nam Avdiivka đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Những người tham gia chính trong việc đánh bật lực lượng đối phương khỏi khu vực này là lữ đoàn xung kích cựu chiến binh. Đơn vị đã giành được hầu hết các tòa nhà cao tầng và có tầm nhìn tốt. Tuy nhiên, sự đột phá của Nga chưa dừng lại ở đó. Việc chỉ huy Ukraine rút chạy đã đặt dấu chấm hết không chỉ cho việc phòng thủ khu công nghiệp mà còn mở toang cánh cửa thép để lực lượng Moscow tiến vào nội đô từ phía nam. Trong 24 giờ qua, các lực lượng Moscow đã tiến thêm được 600 m trong khu nghỉ dưỡng Vinogradniki, đang tiến hành truy quét tàn binh Ukraine trong khu công nghiệp. Trung tâm phân tích Deep State ủng hộ Kiev cũng thừa nhận rằng quân đội Ukraine đang thua ở Nam Avdiivka. Các nhà phân tích Ukraine cho rằng việc để mất khu công nghiệp khiến tình hình của lực lượng Kiev ngày càng khó khăn. Khu công nghiệp khu vực Yashinovatsky và nhà ga Yashinovatskaya 2 gần như bị mất hoàn toàn. Chẳng ích lợi gì khi chơi theo tỷ lệ phần trăm vì chúng ta không thể giữ được những gì còn sót của khu công nghiệp. Điều này làm xấu đi vị thế ở sườn phía Nam. Deep State cũng xác nhận tính xác thực của đoạn phim về các binh sĩ Ukraine đang bỏ trốn ở khu công nghiệp, rút lui về phía khu vực nội đô, dựa vào các tòa nhà để tiếp tục kháng cự. Kênh RV Vorenko cho biết, trên hướng Bắc, lực lượng Moscow củng cố vị trí của mình tại Stepnoye. Giao tranh vẫn tiếp diễn trong khu vực nhà máy than cốc. Lực lượng Nga đã tiến được 200 m về phía đông nam khu vực này. Ngoài ra, các mũi xung kích của Moscow còn tấn công vào khu vực Pervomaisky ở phía nam và Novomikhailovka tại phía bắc Avdiivka. Về tầm quan trọng của khu công nghiệp mà Nga đã kiểm soát hoàn toàn ở Avdiivka, được kênh Simplicius The Thinker ủng hộ Kiev đánh giá như sau. Đây là vùng đất cao chủ chốt, việc Moscow giành được nó đã đánh sập tuyến phòng thủ vững chắc của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía đông nam Avdiivka, nằm trên một ngọn đồi. Ukraine chỉ còn giữ được Starskaya Okhota cũng như căn cứ phòng không cũ ở phía tây, nhưng những cứ điểm này cũng đang hấp hối. Theo đó, từ Promka, lực lượng Moscow vừa có thể đẩy mạnh tấn công vào nội đô, vừa có thể tiến lên, giành lấy các khu vực gần đó. Sau khi bảo vệ, củng cố vị trí ở đây, lực lượng Moscow có thể bắt đầu cuộc tấn công vào khu vực dân cư xa hơn một chút về phía bắc, nằm ở vùng đồng bằng. Và về nguyên tắc, từ Promka, Nga có thể điều tiết hỏa lực của pháo binh, khiến Ukraine tổn thất nặng nề tới mức phải rời khỏi khu vực này, rút vào bên trong thành phố, hoặc ngồi dưới cơn mưa đạn pháo 152 ly và chịu đựng. Bây giờ, nhiệm vụ chính của lực lượng Moscow ở khu vực này là mở rộng vùng kiểm soát vào khu rừng. Nếu Ukraine đưa lực lượng lớn vào khu vực nội đô của Avdiivka, họ chỉ có thiệt hại thêm. Quân Nga tiếp tục tiến công gần Avdiivka. Guardian đưa tin, theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, lực lượng Kiev đã đẩy lùi các cuộc tấn công vào phía đông bắc, tây và tây nam Avdiivka trong 24 giờ qua. Trong ngày qua, Nga đã tiến hành không kích dồn dập nhằm hỗ trợ các hoạt động trên bộ để khép chặt vòng vây thành phố ở ngoại ô thủ phủ Donetsk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ nhấn mạnh rằng lực lượng Moscow đang cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine và Avdiivka để cô lập thành phố này. Tuy nhiên, lực lượng Kiev vẫn tiếp tục giữ vững vị trí của mình và đã đánh lui được 23 đợt tấn công của đối phương. Theo báo cáo thêm của Euromaidan, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng bộ binh gần các khu định cư Stepove, Pervomaisky và Novokalinove để chặn các con đường tiếp cận quan trọng tới Avdiivka. Cho tới nay, các cuộc tấn công này vẫn chưa đạt được đột phá. Ukraine vẫn kiểm soát các tuyến đường cao tốc chính dẫn vào thành phố. Tương tự Guardian, Urenska Pravda đưa tin, báo cáo buổi tối 26 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày, 46 cuộc đụng độ đã diễn ra. Hầu hết các cuộc tấn công đã bị lực lượng Kiev đẩy lùi theo hướng Avdiivka. 6 cuộc tấn công cũng bị đẩy lùi theo hướng Kupiansk, 7 cuộc ở Bakhmut và 4 cuộc ở Mariinka. Xung đột có thể lại vượt ra ngoài biên giới đông và miền nam Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, chỉ huy lực lượng liên hợp của các lực lượng vũ trang Ukraine Sergei Nayev tin rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine một lần nữa có thể vượt ra ngoài miền đông và miền nam nước này nếu Nga tiếp tục tăng cường sản xuất khí tài và cải tiến công nghệ với sự giúp đỡ của các đồng minh, trong khi Kiev bị giảm hỗ trợ từ các đối tác. Ông Nayev nói, chúng tôi hiểu rằng hiện đang có một cuộc xung đột về tài nguyên. Liên bang Nga nhận được tài nguyên của mình với sự trợ giúp của đồng minh, và chúng tôi, với sự giúp đỡ của các đối tác, nhận được hệ thống phòng không, đang đối đầu với Liên bang Nga bằng nguồn lực bên ngoài. Chúng tôi phải hiểu rằng việc cắt viện trợ sẽ thực sự ảnh hưởng tới khả năng phòng thủ, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu với những gì mình có. Ông nhấn mạnh, chúng tôi đang chuẩn bị cho việc này. Chúng tôi đang xây dựng hệ thống phòng thủ, đặt mìn, huấn luyện binh sĩ của mình.
Ukraine trả đũa cuộc tấn công lớn chưa từng có bằng UAV của Nga. Kyiv Independent đưa tin Ukraine đã tấn công các mục tiêu của Nga bằng khoảng 35 UAV chỉ trong đêm ngày 26 tháng 11 để đáp trả cuộc tấn công hàng loạt của UAV Shahed nhằm vào Ukraine một ngày trước đó. UAV của Ukraine nhằm vào các mục tiêu ở Moscow và ngoại vi thủ đô, cũng như ở Tula và Smolensk. Nga tuyên bố đã hạ 24 UAV của Ukraine. Theo nguồn tin của Urenska Pravda, cuộc tấn công là một tín hiệu gửi tới Nga rằng các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Ukraine sẽ phải gánh chịu hậu quả. Trước đó, ngày 25 tháng 11, Nga tấn công Ukraine bằng 75 UAV cảm tử Shahed, chủ yếu nhắm vào Kyiv. Lực lượng phòng không Ukraine báo cáo đã bắn hạ 74 trên 75 chiếc. Hậu quả của cuộc tấn công kéo dài 6 giờ là ít nhất 2 người bị thương và một số tòa nhà dân cư và phi dân cư bị hư hại trên khắp thủ đô. Mất điện trên khắp Ukraine. Kyiv Independent đưa tin, cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước đưa tin hôm 26 tháng 11 rằng điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã gây mất điện tại 386 khu định cư ở 10 khu vực của Ukraine, bao gồm các tỉnh Odessa, Mykolaiv và Kirovograd. Cơ quan chức năng đã triển khai nhiều nhiệm vụ để khôi phục nguồn điện tại các khu định cư bị ảnh hưởng. Nhìn chung trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine, gần 500 người cũng như 131 đơn vị cứu hỏa và các thiết bị chuyên dụng khác đang làm việc thuộc cơ quan dịch vụ khẩn cấp nhà nước để khắc phục hậu quả của thời tiết xấu và hỗ trợ người dân, báo cáo cho biết. Thời tiết ngày càng xấu đi, trùng hợp với những nỗ lực mới của Nga nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine. Nga vẫn có ý định giành thị trấn Kupiansk. Guardian đưa tin, theo người phát ngôn của lực lượng lục quân Ukraine Volodymyr Fitsio, binh sĩ đối phương đang tìm cách giành lại thị trấn Kupiansk ở khu vực Kharkov. Ông Fitsio cho biết, quả thực, đối phương vẫn chưa từ bỏ ý đồ tấn công, tiến về phía thành phố Kupiansk. Tại khu vực này, Ukraine đã đẩy lùi 4 đợt tấn công của đối phương gần Usenkivka và Ivanivka. Nga có ý định tiến tới khu định cư Sinkivka để phát triển thành công hơn nữa cuộc tấn công vào Kupiansk. Quan chức Mỹ nói dự luật viện trợ Ukraine khó có thể được thông qua trước năm 2024. Bloomberg đưa tin Mike Turner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, hôm 26 tháng 11 cho biết viện trợ mới cho Ukraine và Israel sẽ khó được thông qua trước cuối năm nay. Tôi nghĩ sẽ rất khó để hoàn thành việc này vào cuối năm nay và trở ngại hiện nay là chính sách của Nhà Trắng ở biên giới phía Nam, ông Turner nói, được Bloomberg trích dẫn. Bình luận của Turner được đưa ra trong bối cảnh nhiều tháng đấu tranh nội bộ Quốc hội Mỹ về chi tiêu của chính phủ, bao gồm cả viện trợ quân sự cho Ukraine. Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đe dọa sẽ chặn viện trợ vào đầu tháng 11, trừ khi có các giải pháp an ninh ở biên giới phía Nam, dẫn tới bế tắc với Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị và các bạn, tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang căng thẳng, khi hai bên tiếp tục cố gắng tiến công để giành lợi thế trước đối phương khi mùa đông đến. Ngày 27 tháng 11, thì Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video cho thấy một cặp máy bay cường kích Su-25 của nước này phóng tên lửa, phá hủy các vị trí kiên cố và xe thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền đông. Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, các tiêm kích chiến đấu Su-25 của Nga cất cánh, sau đó phóng tên lửa tấn công các vị trí kiên cố và được ngụy trang của quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công bằng tên lửa được thực hiện ở độ cao thấp, đồng thời cho biết sau khi hoàn thành cuộc tấn công, các phi công Su-25 đã thực hiện động tác cơ động, giải phóng bẫy nhiệt và nhanh chóng quay trở lại sân bay. Su-25 là cường kích phản lực cận âm của Nga, có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để yểm trợ cho lực lượng lục quân trên chiến trường, tấn công các cơ sở mặt đất và mục tiêu bay thấp của đối phương, trong đó có cả xe thiết giáp. Su-25 có tốc độ tối đa khoảng 956 km/h và trần bay 6.700m, có khả năng mang nhiều loại vũ khí từ bom cho đến pháo 30mm và tên lửa. Để tránh bị radar đối phương phát hiện, máy bay này thường hoạt động ở độ cao tương đối thấp, nhưng điều đó cũng khiến nó dễ bị hệ thống Manpads của Ukraine tấn công. Su-25 có nhiều phiên bản khác nhau. Hiện nay, quân đội Nga đang sử dụng các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB. Trước đó, ngày 26 tháng 11, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố video ghi lại hoạt động tác chiến của UAV Orlan 10 và lựu pháo Mustabe 125mm trong khu vực chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đoạn video cho thấy UAV Orlan 10 được phóng đi để phát hiện các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Chiếc UAV đã phát hiện một kho đạn dược và một trạm chỉ huy quan sát của quân đội Ukraine ở khu vực Bakhmut. Sau khi nhận được dữ liệu từ các hệ thống trinh sát trên không, lực lượng lính dù đã vào vị trí khai hỏa để chuẩn bị cho pháo Mustabe tham gia chiến đấu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, nhờ hành động chung, các mục tiêu đã bị phát hiện và bị tiêu diệt. Mustar được phát triển từ cuối năm 1970, đầu những năm 1980 và là lựu pháo phổ biến nhất của binh lính Nga.
Loại pháo này có hai phiên bản gồm lựu pháo kéo M-STAR-B và lựu pháo tự hành M-STAR-S đều sử dụng pháo 152mm và được đánh giá cao vì sức tấn công mạnh mẽ cũng như uy lực từ loại đạn bắn ra. Trong đó, M-STAR-B còn được mệnh danh là vua pháo kéo của lực lượng pháo binh Nga. Với kết cấu bền bỉ, lựu pháo này có thể được xe tải kéo trên chiến trường với tốc độ 80km/h mà không gặp bất kỳ hư hỏng nào, đồng thời có thể chuyển sang trạng thái chiến đấu nhanh chóng. M-STAR-B có tốc độ bắn cao lên tới 8 phát trên 1 phút và tầm bắn hơn 24km. Các kiếp điều khiển pháo kéo này có khả năng khai hỏa linh hoạt từ nhiều vị trí để phá hủy các công sự hay mục tiêu bằng bê tông cốt thép của đối phương. Quân đội Nga thường sử dụng M-STAR-B để vô hiệu hóa các sở chỉ huy, hỏa lực, khí tài và trang thiết bị của Ukraine. Bên cạnh tình hình xung đột tại Ukraine, hãng thông tấn TASS dẫn dữ liệu từ Bộ Nội vụ Nga cho biết, ông Andy Stone, người phát ngôn của tập đoàn công nghệ Meta tại Mỹ, đã bị đưa vào danh sách truy nã theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự Nga. Theo đó, ông Andy Stone, người phát ngôn của tập đoàn công nghệ Meta bị truy nã theo một điều khoản của Bộ Luật Hình sự Nga. Trước đó, ông Stone đã liên tục bị đưa vào danh sách truy nã của Nga. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu của bộ trên không có đường dẫn cụ thể để tìm kiếm lệnh truy nã của ông Stone. Ủy ban điều tra Nga đã khởi tố hình sự đối với các nhân viên tập đoàn Meta vào tháng 3 năm ngoái, với cáo buộc tiếp tay cho những lời kêu gọi bạo lực nhằm vào người Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tại thời điểm đó, thư ký báo chí của Meta, ông Andy Stone thông báo trên mạng xã hội rằng Meta đã tạm thời dỡ bỏ lệnh cấm đối với những người dùng kêu gọi bạo lực nhắm vào các quân nhân Nga. Phía Nga đang tiếp tục điều tra theo thủ tục tố tụng hình sự nhằm đưa ra biện pháp xử lý đối với các hành động của ông Andy Stone và các nhân viên khác của Meta. Hồi tháng 2 năm 2022, hãng thông tấn TASS đưa tin cho biết, tòa án quận Tverskoy của thủ đô Moscow đã phán quyết hai mạng xã hội Instagram và Facebook thuộc sở hữu của tập đoàn Meta là các nền tảng hoạt động cực đoan và cấm hoạt động trên toàn lãnh thổ Nga. Đến tháng 10 năm 2022, cơ quan giám sát tài chính Nga Rofin Monitoring đã xếp tập đoàn Meta của Mỹ vào danh sách những tổ chức cực đoan và khủng bố. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, ngày 26 tháng 11, hãng tin Reuters dẫn thông tin từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết một số cá nhân có vũ trang chưa rõ danh tính được cho là đã bắt giữ tàu chở hóa chất mang tên Central Park do công ty Zodiac Maritime của gia tộc Ofer tại Israel vận hành ở vịnh Aden. Tuy nhiên, vụ cướp biển này không thành công. Ngày 26 tháng 11 theo giờ địa phương, công ty Zodiac Maritime ra tuyên bố xác nhận rằng tàu Central Park chở đầy axit phosphoric liên quan đến vụ việc bị tình nghi là cướp biển trong lúc di chuyển qua vùng biển quốc tế, cách bờ biển của Somalia khoảng 54 hải lý. Lượng axit phosphoric mà con tàu vận chuyển phần lớn được sử dụng để sản xuất phân bón. Tuyên bố của công ty này nêu rõ rằng ưu tiên của họ là sự an toàn của 22 thủy thủ trên tàu. Theo Zodiac Maritime, thuyền trưởng người Thổ Nhĩ Kỳ quản lý đội ngũ thủy thủ đoàn thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, bao gồm các công dân Nga, Việt Nam, Bulgaria, Ấn Độ, Georgia và Philippines. Trong khi đó, quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ và Liên quân đang được triển khai ở khu vực gần vịnh Aden và Mỹ đang giám sát chặt chẽ tình hình. Sau khi nhận được thông tin, giới chức Mỹ xác nhận tàu chiến USS Mason của Hải quân nước này đã phản hồi cuộc gọi cấp cứu của tàu chở hóa chất Central Park ở vịnh Aden. Phía Mỹ không xác định được những đối tượng tấn công. Một trong những quan chức giấu tên xác nhận rằng tàu USS Mason đã đáp lại lời kêu cứu của tàu Central Park và hiện tàu này đã được tự do. Đây là vụ việc mới nhất trong số hàng loạt vụ tấn công xảy ra ở các vùng biển xung quanh khu vực Trung Đông kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và Hamas vào ngày 7 tháng 10. Trước đó vào ngày 19 tháng 11, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã bắt giữ tàu hàng Galaxy Leader thuộc sở hữu của một doanh nhân Israel trên Biển Đỏ. Trong tuyên bố, Houthi cũng khẳng định sẽ tiếp tục tấn công tàu thuyền do các công ty Israel sở hữu, vận hành hoặc mang cờ của Israel. Central Park là con tàu chở hóa chất cỡ nhỏ có trọng tải khoảng 19.998 tấn. Theo dữ liệu của Sở Chứng khoán London, Central Park treo cờ Liberia được đóng mới vào năm 2015 và thuộc quyền sở hữu của Clumsy Shipping. Hiện tại, tàu Central Park do công ty Zodiac Maritime vận hành. Đáng chú ý, Zodiac Maritime là công ty quản lý tàu thuyền quốc tế có trụ sở tại London của Anh Quốc thuộc gia tộc Ofer ở Israel. Thưa quý vị, mới đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến bay trải nghiệm trên tiêm kích huấn luyện hai chỗ ngồi Tejas ở thành phố Bengaluru, phía Nam, trong khi thăm cơ sở của công ty quốc phòng Hindustan Aeronautics Limited.
Trong chuyến thăm cơ sở công ty quốc phòng Hindustan Aeronautics Limited, ông Narendra Modi đã có chuyến bay trải nghiệm trên chiếc tiêm kích hạng nhẹ Tejas của Ấn Độ sản xuất. Nhà lãnh đạo của Ấn Độ đăng các bức ảnh và video lên mạng xã hội X cho thấy ông mặc đồ bay và đeo kính phi công với dòng chia sẻ cảm xúc rằng cảm giác thật tự hào và lạc quan với tiềm năng của quốc gia. Các bức ảnh này thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vào thời điểm cuộc bỏ phiếu tại bang Rajasthan đang diễn ra. Sự kiện được coi là phép thử cho mức độ ủng hộ dành cho Thủ tướng Modi trước kỳ bầu cử quốc gia vào năm 2024. Các máy bay chiến đấu đa năng Tejas được thiết kế để thay thế phi đội MiG-21 cũ của Ấn Độ, vốn là xương sống của lực lượng không quân trong nhiều thập niên. Cùng với việc phát triển máy bay chiến đấu Tejas Mark 1 và Mark 2, Ấn Độ cũng đang tiến hành chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 cạnh tranh với F-35 của Mỹ, được đặt tên là máy bay chiến đấu tầm trung tiên tiến Hindustan Aeronautics Limited, còn được biết đến với cái tên viết tắt là AMCA.